Hi everyone, this is me again, Mr. Sun, and in this video, I'm going to show you how to use in the end and at the end. Xin chào cả nhà, lại là thầy đây, Mr. Sun, và trong bài học ngày hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn cả nhà phân biệt cách dùng in the end và at the end. Và không để các bạn phải chờ lâu nữa, let's get started. Don't forget to like and subscribe for more useful videos. In the end, cụm từ in the end được dùng để nhấn mạnh kết quả cuối cùng của tình huống. For example, we had a lot of problems with our car. We sold it in the end. Chúng tôi đã gặp rất nhiều vấn đề với cái xe ô tô của chúng tôi. Nhưng mà cuối cùng thì chúng tôi cũng đã bán được nó. We sold it in the end. Or, I had tried so hard for this test. In the end, I passed it with a great result. Tôi đã nỗ lực và cố gắng rất nhiều cho cái bài kiểm tra này. Cuối cùng thì tôi cũng vượt qua cái bài kiểm tra này với kết quả tuyệt vời. Tiếp theo là cụm at the end. At the end thì được dùng để nhấn mạnh vào cái thời điểm mà sự việc kết thúc. Nó sẽ tập trung nhiều hơn vào phần thời gian. For example, we are going away at the end of March. Chúng tôi sẽ đi xa vào cuối tháng 3 này. Thời điểm cuối tháng 3. Or, we will celebrate our 50th anniversary at the end of this month. Chúng tôi sẽ tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày cưới vào cuối tháng này. At the end of this month. Bây giờ chúng ta cùng nhau tổng kết lại hai cụm từ mà chúng ta đã vừa học trong bài ngày hôm nay. Cụm đầu tiên đó là in the end. Cụm này sẽ được dùng để nhấn mạnh kết quả cuối cùng của tình huống. Và cụm thứ hai chúng ta là cụm at the end. Cụm này thì được dùng để nhấn mạnh vào thời điểm mà sự việc kết thúc. Now, let's practice speaking. Level 1, I'm blue, you're red. Ở cấp bộ độ 1, thầy là màu xanh và các bạn sẽ là màu đỏ. Chúng ta sẽ thực hành phần speaking cùng nhau. Conversation 1, in the end. What happened in the end? Conversation 2. At the end. When will he get married? Ok, và bây giờ chúng ta sẽ lên level 2, chúng ta sẽ nâng cấp cấp độ một xíu. Và vừa rồi ở level 1 thì chúng ta chỉ cần nói cái cụm từ thôi. Tuy nhiên ở level 2 thì chúng ta sẽ cần nói nhiều hơn một xíu. For example, how was your driving test? Conversation 2, at the end, when will you move out? Và các bạn cũng đừng quên là thầy sẽ có một bài mini test nhỏ để chúng ta có thể làm và kiểm tra lại kiến thức của mình sau khi học xong. Và link bài mini test thì thầy đã để ở phần mô tả. Các bạn nhớ làm bài test và kiểm tra đáp án của mình. Và trong bài học tiếp theo, thầy sẽ hướng dẫn cả nhà phân biệt cách dùng everyday và everyday. Okay, that's it for our lesson today. Thank you guys very much. Don't forget to like and subscribe. Ta-ta for now.